Kiến thức vạn điều hay, kênh chia sẻ kiến thức tổng hợp. Hãy bấm đăng ký và biểu tượng chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Quan niệm xe lớn là phải đền cho xe nhỏ liệu có đúng không? Ở Việt Nam, có một thực tế đáng buồn rằng cứ xe lớn va vào xe nhỏ hơn thì xe lớn phải bồi thường cho xe nhỏ. Vậy, pháp luật giao thông đường bộ có quy định như vậy không? Giải quyết các vụ tai nạn về bồi thường như thế nào thì hợp pháp? Hãy cùng kênh Kiến thức Vạn Điều hay tìm hiểu vấn đề này nhé! Quan niệm xe lớn đền xe bé khi va chạm giao thông đã tồn tại trong suy nghĩ của người dân nhiều năm qua. Tuy nhiên, hiểu đúng đắn, đầy đủ theo quy định của pháp luật thì việc bồi thường phải dựa trên yếu tố lỗi. Lỗi lớn hay lỗi nhỏ đều do con người điều khiển. Vì vậy lỗi của ai nhiều thì người đó phải chịu trách nhiệm. Không nên quy kết việc cứ xe to là phải bồi thường tiền. Bộ luật dân sự 2015 có quy định. Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trừ trường hợp bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. 2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Trong trường hợp bạn có lỗi gây ra thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe, ví dụ bạn đi sai làn đường, bạn đi quá tốc độ, bạn sử dụng rượu bia khi lái xe, và những yếu tố trên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc người hoặc tài sản của đối phương bị thiệt hại, thì bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên kia mà không cần biết xe của bạn là xe lớn hay xe nhỏ. Pháp luật không có quy định về việc xe lớn hay xe nhỏ sẽ là bên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, mà quy định rõ bên nào có lỗi thì bên đó phải bồi thường. Tuy nhiên, có một ngoại lệ được quy định tại điều 601, đó là bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra không ít hiểu lầm về việc xe lớn phải đền xe nhỏ khi va chạm giao thông. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại, cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây. A. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại, ví dụ có người muốn tử tự mà lao đầu vào xe bạn. B. Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sau đây được xếp vào là những nguồn nguy hiểm cao độ, gồm xe ô tô, máy kéo, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự. Mặc nhiên, trong vụ tai nạn giao thông giữa xe thô sơ và một trong các xe cơ giới là nguồn nguy hiểm cao độ nêu ở trên thì người điều khiển xe cơ giới phải bồi thường thiệt hại ngay cả khi không có lỗi, nhưng làm thiệt hại tới tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trên đây là phân tích của chúng tôi về quan niệm xe lớn đền xe nhỏ đã tồn tại bấy lâu nay trong dư luận, liệu có đúng với pháp luật hay không. Nếu thấy video bổ ích, hãy like và bấm nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.